chỉ cho các bạn tập thể dục buổi sáng nha. Đầu tiên là động tác xoay cổ tay, xoay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai là động tác cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba là động tác xoay eo nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư là động tác xoay gối nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm là động tác đập chân lên đầu nha các bạn. Động tác thứ sáu là động tác hít thở nha các bạn. Động tác thứ bảy là động tác co chân nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới động tác nằm nghỉ, cho cơ nó nghỉ nha các bạn. Các bạn hãy tập trung vào động tác cuối cùng là động tác ngồi thiền nha các bạn. Các bạn hãy tập trung vào hơi thở của mình và hít sâu thở mạnh. Khi mà các bạn có thời gian thì các bạn hãy tập thêm động tác này nha. 1, 2, 3, 4. Động tác này rất là tốt cho cơ tay và cơ mông của các bạn nha. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt.